Số máy hợp tác Zing MP3 phát sóng concert SM Town Live 2023 tại Việt Nam. Concert trực tuyến SM Town Live 2023, SMCU Palace Loan Gia phát sóng trên Zing MP3 vào 17 giờ ngày 1 tháng 1 với dàn thần tượng pop nổi tiếng như aespa, người cao tuổi, NSD. Đến hẹn lại lên, vào dịp đầu năm mới, tại nhạc hội SMTV Kepner Live của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc Số Máy Entertainment lại khởi động. Năm nay, concert của Số Máy mang tên SMTV Kepner Live 2023, SMCU Palace Loan Gia diễn ra ngày 1 tháng 1 tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng miễn phí và sớm nhất trên Zing MP3 vào 17 giờ cùng ngày. Độc giả có thể đặt lịch và đón xem chương trình tại đây. Concert lấy cảm hứng từ công nghệ Metaverse thời thượng hiện nay với dàn nghệ sĩ biểu diễn đình đám như Kanta, Boa, TVXQ, Super Junior, các thành viên nhóm Girl Generation, Taeyeon, Kyojeon, Shinee, Oniu, Ki, Minho, EXO, Suho, Jimin, Chen, Chenjeon, Dae, Kai, Sehun, Red Velvet, người cao tuổi U, người cao tuổi 127, người cao tuổi Dream, Wave Respa, God The Beat, Kyo, Braden, Ginzo, Mavista, Imlay và người cao tuổi Johnny. Bên cạnh đó, các sân khấu kết hợp từ album 2022 Winter SMTV Kepner, SMCU Palace như Hot và Cold Disappear, Time After Time và Priority cũng được ra mắt tại đây. Đặc biệt, MV ca khúc chủ đề The Cơ đóng vai trò mở màn cho concert năm nay. Zing MP3 là ứng dụng nhạc số hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Đồng thời, nền tảng này hợp tác với các hãng thu âm, phân phối nhạc lớn trên thế giới để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam như Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Eager Entertainment, Số Máy Entertainment, Kakam, The Orchard, Mastercard, The Becca Group, Empire, Fuga.